Sáng hôm nay á thì sân bay mọi người sẽ tự do cho bên check-in với nhau. Anh sẽ không có giải thưởng. Anh yêu cầu rằng là các bạn từ bắt gặp và đến cuối ngày nộp cho anh một tấm hình mà các bạn ưng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn chụp. Các bạn đến cuối chương trình các bạn phải ghép đôi với nhau được. Quay lại đây. Mình sẽ phi phòng cho các bạn một ngày và một ngày chụp hình. Còn nếu như các bạn không ghép đôi được với nhau nhưng mà tấm hình vẫn đẹp nhất của một cặp, anh sẽ có một giải thưởng là chụp hình free, miễn phí một ngày tại Đà Lạt. Bây giờ các bạn tự bắt cặp với nhau. Dạ. Và cuối ngày nộp hình cho anh. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. 50.000. Lý do mà sáng nay mình với anh Thành bắt cặp với nhau để chụp hình thì là vì hai người cùng bữa giống nhau, thích những tấm hình bữa nên mình hai người chọn nhau. Ở đây có một cặp rồi. À. Có em không ạ? Hello. Đi qua đây tèo. Dạ, đó vậy đi thấy không? Trời ơi, em phải đứng dậy chủ động gì đó chịu nổi. Cái chân tay nha. Cái gì vậy? Bạn em buồn là em giận anh luôn. Lúc đầu thì mình nghĩ là Tony Tèo với lại Ly là cặp đôi bí ẩn. Nhưng mà hôm qua mình tiếp xúc với Ly thì mình thấy không phải. Ly không phải với Tèo, mà Tèo với lại Vi. Và đó là lý do ngày hôm nay mình ghẹo Vi là để mình chọc Tèo. Ủa anh sao mắc cặp với ý đi? Mắc cặp với ý đi. Con bé này. Bé này. Đây với anh à. Nói chúng ta không còn diễn tiến nữa anh em. Đứng giữa tầng mây và tầng núi ở Đà Lạt, ta mới cảm nhận được thế nào là sự nên thơ, sự hữu tình của cảnh sắc nơi đây và những người đang có tình có ý với nhau, giống như nhân và ý, thì đây như là cơ hội để họ xóa bỏ sự ngại ngùng để gần gũi nhau hơn. Tuy việc bắt cặp của các thành viên còn lại mang nhiều chủ ý khác nhau, nhưng dù là với ai đi chăng nữa, họ vẫn luôn hết mình vì đối phương. Tất cả cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc tuổi trẻ không bao giờ quên. Về đêm trên đồi cỏ hồng, mang một vẻ đẹp đầy lãng mạn và thơ mộng. Thế nên sẽ chẳng ai muốn lãng phí thời gian này với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Và với các chàng trai, họ đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Này câu trả lời nãy. Sao em lại ấn tượng nhất với anh hả? Ừ. Thực ra ngày đầu người em ấn tượng nhất là Lily. Ừ. Nhưng mà do sáng nay cái lúc hái hoa anh cảm thấy mình rất là ăn ý. Hôm nay tự nhiên thấy hoa xong cái ai cũng nghĩ với anh hết trơn á. Thì họ nghĩ đi, cho họ nghĩ đi. Thôi rồi cũng chọc em với anh. Đây. Cũng có thể là mình giúp cặp đôi bí ẩn nhận được một cái vé đi du lịch. Đâu họ mời mình đi chung sao? Cảm ơn anh. Em đến đi đây. Cảm ơn em chưa ạ? Cảm ơn. Anh thấy em cũng là một cô gái gan ha. Gan dạ. Gan dạ. Kiểu mình nghĩ gì mình nói ra đó, mình không có chặn chờ suy nghĩ mọi người nghĩ gì. Không có sợ. Giống như anh rất là sợ. Còn hôm nay Thí hay Nhân có khác hôm qua không hay là? Em thích tại vì Thí Nhân khả năng chịu nói chuyện, tương tác được. Đó anh Austin. Không, anh Austin thì cái kiểu anh chậm hơn á. Chậm hơn. Chậm hơn. Ừ. Và anh Austin ra thì Thí có ấn tượng với ai nữa không? Nhân dài nữa. Nhân dài nữa. Chị Vy không thích anh Tim nữa. Bây giờ chị Vy thích. Ngoài qua cho Vy trong sao cho Vy không thích nữa. Tại vì anh tin Vy nên tôi không làm. Nhưng mà anh không muốn á. Thật. Đúng rồi. Anh còn chỉ cho anh cái cách mà giống như tiếp xúc với nhiều phụ nữ hơn. Rồi nãy anh Thành hỏi á. Câu hỏi thích anh tin luôn á. Là anh Thành hỏi hả? Bật đại câu trả lời xong rồi mới biết câu hỏi này. Không thì nhưng mà anh tin tốt mà. Thì đâu có cấm đoán gì đâu. Đâu phải vui đâu. Tụi mình đang trên đường tìm hiểu mà.
không có phải xác định một mấy ngày thì cũng đứng tìm hiểu anh Tin, nhưng mà tối hôm qua thì đi nói chuyện chung với anh Tin á thì cảm thấy không thích. Không thích tại vì lúc mà đứng nói chuyện với anh kìa, anh Tin nói về cái chuyện cái quan hệ tình yêu của anh Tin á, anh Tin nói là kiểu như kinh doanh, nói như vậy thì không thích thật cái đó thì... mà thôi thì mới vậy được rồi chuyện riêng của người ta. Có bớt lạnh hơn không hay là lạnh không? Đỡ rồi. Thank you. Quá chi. Vậy. Vậy. Hai người đó đang nói chuyện. Hello anh chị. Lạnh quá anh ơi. Ủa, chưa xong luôn ai hả? Vậy? Đây là ai? Cặp bí mật. Cặp bí mật. Ờ, giống mà ảo cặp nha. Chị Ly là hôm nay, hôm kia, hôm qua là bọn nó không có người luôn hết trời. Hôm nay em xin lỗi anh, em với Austin nói chuyện vui lắm. Biết mà, đúng không em? Ly. Sao anh? Mấy bữa giờ anh không có cảm tình với em. Hồi sáng anh nắm tay em, cảm giác của anh nó giống như là lưỡi chạm vô đá vậy đó. Cái gì? À, không, không, lộn. Anh không biết miêu tả tại vì em đây rất rung. Dính nó giống như là nước đá mình dính đó chị. À, cảm giác nắm tay em hình thể thì sao? Thì anh thấy anh tèo đó ghen. Anh có nghe hồi nãy chị Diệu nói không, là anh mà nói anh ấy là bằng tèo đó anh nó đập mặt anh đó. Nó lỡ miệng thôi. À, lỡ miệng. Vô đi em mệt. Anh chị, ủa ngủ rồi hả? Ủa? Ủa hai người nói chuyện rồi hả? Anh Thành ở trong đó với Diệu à? Nè, không có hai người không có hẹn hò. Sao vậy? Rồi anh Thành đâu? Nè, nguyên cục nè. Trời ơi, tưởng anh Thành thắp từng đu cây thông rồi chứ. Thế giờ anh tâm sự cho em nghe coi, sao anh không nói cho em nghe coi. Anh đừng buồn nữa. Sao không hẹn hò? Tại sao anh không hẹn hò? Không biết cái gì. Vậy là hai người đang là cặp đối ẩn nhưng mà giận nhau đúng không? Hiểu không? Giận rồi. Cặp đối ẩn nhưng mà giận nhau. Trời. Qua mắt ai, qua mắt tụi em. Trời. Về đến nơi thì thấy anh Thành ngồi một đống ở đó ngay cái đống lửa thì mới biết là anh thật sự có một cái điều gì đó nhưng mà không chịu nói ra với mọi người. Theo nhân đoán là có lẽ là do nhân khích ý. Có buồn không? Có. Anh nhìn là chắc chắn buồn. Khoảng 30%. 30%, lý do là sao? Nói thật đi. Tại vì anh biết gặp nó bí ẩn rồi. Em với Diệu anh biết mà. Đâu có. Để nói đâu dám đi, sợ bị ghen. Đúng không Austin? Nói thiệt anh. Đúng không? Không, bây giờ mình không pha trò nữa đi, mình nghiêm túc. Không có pha trò, em mới nghiêm túc mà. Nếu như mà em pha trò là nãy giờ em nói em với Diệu để mấy đứa rồi đó. Em giận vậy thôi, nhưng chắc em vẫn biết ai là cặp đôi bí ẩn. Và em biết anh của em không phải cặp đôi bí ẩn. Thừa nhận luôn, anh nói thiệt, thừa nhận đó. Còn cái thằng cặp đôi bí ẩn đừng có nhìn tao. Đó, có mùa còn tham gia chương trình. Trời ơi, em ở sân nói chuyện hơi nghiêm túc luôn đó chị. Nói nhiều lắm. Đây là chương trình để... Không, vẫn không canh lăng nha. Bình thường người ta phải ngồi xuống ghế thì người ta phải phủi rồi cho bạn. Không. Không có luôn. Bình thường đi xuống đèo, xuống dốc rồi phải dịnh bạn. Đúng. Không có luôn. Chốt lại là vẫn như ngày hôm qua nha. Không canh lăng. Gì? Ừ. Công nhận một điều là cảm giác mà ngồi cái bếp lò vậy nó đêm nè. Không biết mọi người sao chứ anh thì đôi khi hơi lạ. Đi ngoài là tập thể thì sau thời gian dành cho mọi người á, anh này lủi ra riêng á. Cần kiếm một góc nào có một mình á. Ý là anh không thích chơi mình á. Anh sẽ cho mấy chú một cái lời cảnh báo. Hôm nay sẽ quyết định là đi theo lý trí. Thì từ ngày mai đó là chúng ta sẽ còn một chiến tuyến nè. Chúng ta sẽ còn một chiến tuyến nè. Anh em. Sao vậy? Chú sẽ hiểu sao? Là sao? Không hiểu. Có nghĩa là không chơi với mình nữa. Biết đâu tao là người bí ẩn. Anh là người bí ẩn là tự nhiên chiếc xe ở đâu mất tiêu à? Câu nói đầy ẩn ý của Thành giờ đây đang khiến nội bộ các chàng trai trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Nhưng suy cho cùng, việc đột ngột tránh né Diệu như thế này chẳng khiến Thành thoải mái hơn là bao.
Có phiền không khi anh hẹn ra khuya vậy? Quá phiền. Đừng ngồi nữa, ước anh. Ok, cái này thì nó hơi khó nói một tí. Tốt nhất thì chắc anh cũng nên nói nhẹ lòng hơn. Dạ. Mọi người đều hẹn hò hết. Thì còn cuối cùng còn bên anh với em thôi. Hai anh em mình tránh, bây giờ tránh không được. Anh nãy giờ anh suy nghĩ làm sao nó không gây tổn thương cho em. Em biết mà. Theo cái ánh nhìn của một người chủ quan, là em đứng ngoài thì em cũng thấy là anh có tình cảm với bạn Ý. Từ đầu chương trình vô em đã thấy rồi. Từ lúc đầu anh vô cũng giống vậy. Em cũng vậy. Mình cũng lo vậy thôi. Lỡ xui tự nhiên nảy sinh tình cảm thấy anh lại không nói ra thì em buồn. Nói cũng hên là để đấu tranh tâm lý xong quyết định là ok gặp. Nhưng bây giờ không lo nữa nha. À, ok. Dạ. Ok, make a deal. This is a secret, ok? Ok. Giờ nhẹ lòng chưa? Thôi, cũng khuya rồi. Cũng lạnh nữa. Cho mỗi cái khăn đó. Ok. Mày cứ đi bình thường những chú ý chú ý chú ý chú ý chú ý. Vô cứ giả bộ là mặt tủm tỉm nha. Chúng ta đều nên có những bí mật cho riêng mình. Để tốt cho bản thân hoặc tốt cho một ai đó mình muốn bảo vệ. Là một người đàn ông sống như con tim, đã quyết ai theo đến cùng hoặc là cho đến khi nào không còn cơ hội. Biểu hiện của Thành và Diệu đêm qua đã không thể tránh khỏi sự nghi ngờ từ các thành viên khác. Vậy nên cặp đôi đã quyết định che giấu câu chuyện của mình vào sâu trong màn đêm sương khói. Và khi ánh mặt trời bắt đầu tảng sáng thì cũng là lúc các thành viên ngôi nhà chung thức giấc để chuẩn bị cho hành trình săn mây. Sáng hôm nay á thì sân bay mọi người sẽ tự do cho bên check-in với nhau. Hả? Anh sẽ không có giải thưởng. Anh yêu cầu rằng là các bạn từ bắt cặp và đến cuối ngày nộp cho anh một tấm hình mà các bạn ưng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn chụp. Các bạn đến cuối chương trình các bạn phải ghép đôi với nhau được. Hả? Quay lại đây. Mình sẽ phi phòng cho các bạn một ngày và một ngày chụp hình. Còn nếu như các bạn không ghép đôi được với nhau nhưng mà tấm hình vẫn đẹp nhất của một cặp, anh sẽ có một giải thưởng là chụp hình free, miễn phí một ngày tại Đà Lạt. Bây giờ các bạn tự bắt cặp với nhau. Dạ. Và cuối ngày nộp hình cho anh. Dạ. Rồi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn em. Lý do mà sáng nay mình với anh Thành bắt cặp với nhau để chụp hình thì là vì hai người cùng bựa giống nhau, thích những tấm hình bựa nên mình hai người chọn nhau. Ở đây có một cặp rồi. Có em không, em không ạ? Hello. Đi qua đây Tèo. Dạ. Đó vậy đi, thấy không? Trời ơi. Em phải đứng về chủ động gì đó chịu nổi. Cái chân tay nha. Gì vậy? Bạn em buồn là em giận anh luôn. Lúc đầu thì mình nghĩ là Tony Tèo với lại Ly là cặp đôi bí ẩn. Nhưng mà hôm qua mình tiếp xúc với Ly thì mình thấy không phải. Ly không phải với Tèo, mà Tèo với lại Vi. Và đó là lý do ngày hôm nay mình ghẹo Vi là để mình chọc Tèo. Ủa anh sao mắc cặp với Ý đi? Mắc cặp với Ý đi. Con bé này. Bé này. Đây với anh à. Nói chúng ta không còn diễn biến nữa anh em. Đứng giữa tầng mây và tầng núi ở Đà Lạt, ta mới cảm nhận được thế nào là sự nên thơ, sự hữu tình của cảnh sắc nơi đây. Và những người đang có tình có ý với nhau, giống như Nhân và Ý, thì đây như là cơ hội để họ xóa bỏ sự ngại ngùng để gần gũi nhau hơn. Tuy việc bắt cặp của các thành viên còn lại mang nhiều chủ ý khác nhau, nhưng dù là với ai đi chăng nữa, họ vẫn luôn hết mình vì đối phương. Tất cả cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc tuổi trẻ không bao giờ quên. Dạ em hơi bị mệt luôn á. Chạy không được, đem qua phòng nhân trà cho. Đi không? À. Chắc không? Chắc. Đi đem qua nha. Ờ, tới đem qua. Ok. Mình phải chọn tấm tâm đắc nhất nè. Sao mình lấy view này đi. Chúng ta đã có thể biết được rồi đúng không? Em biết mình phải chọn tấm nào rồi. Anh nghĩ tấm này nè, tấm trên cùng á. Em, con gái chỉnh hình đẹp hơn. Anh chỉ biết nhìn thôi. Đưa hình gốc không cho rồi anh ơi.
anh này kiểu ảnh cũng là chuyên chụp hình rồi nên là ảnh cứ hỏi anh chấm chắc khó lắm, mình chụp hài ảnh không có chấm đâu. Anh chụp cứ tấm những cái khoảnh khắc đẹp, mình như con điên như dễ thương nha anh. Dễ thương mà. Em sợ em có công việc chắc khoảng mai chắc về quá. Mấy cái mùa kia người ta có xin về trước được không? Cũng có. Anh đợi tới buổi tỏ tình đi. Tỏ tình Vi rồi về. Rồi. Cho vui. Nếu mà có quyền lựa chọn trong sáng nay bắt cặp để chọn một ai để chụp hình chung thì dù cũng không biết lựa chọn ai cả, bởi vì trong những ngày vừa qua thì mình chưa có cảm xúc đặc biệt với ai. Diệu và Austin có nhiều hoạt động rồi á, Austin mới biết là chính xác là nhiều nhất là mình là bạn bè thôi hoặc là anh em thôi. Hợp làm việc với nhau thì ngoài chuyện đó không thấy gì mà hợp thêm. Ủa sao nãy anh hỏi anh em với Tony Tèo vậy? Ai không biết anh em á. Ai không biết anh hả? Thì không? Lúc đầu là biết rồi. Lúc đầu biết hả? Chỉ biết mà không biết là với nhỏ nào anh nghĩ là Lily. Rồi sao? Và sao mà tự giờ nghĩ qua thành em? Tèo nói, Tèo ngủ anh ba đêm mà. Tèo nói hả? Thì ngày đầu bắt nó khai đó. Rồi khai sao? Ngày đầu á, khai ông Thành, tưởng ông Thành là con bí mật. Không mà ông Thành kêu khúc cuối tao mà là con bí mật là tao tao cho mày chiếc xe. Chiếc xe, ok, nghe nhớ rồi. Thằng Nhân là mấy ngày đầu cũng nghĩ nó cặp đôi bí mật. Trong ba ngày sau nó kêu, anh em thích Vi, anh nhường Vi cho em. À, không phải lộn, ý. Ý. Ôi. Là Nhân không phải rồi, nó đang thích ý. Sao mất Nhân không phải, lỡ Nhân với ý là cặp đôi bí mật sao? Không, thằng Nhân nó bữa cũng cam kết với anh, không phải cặp đôi bí mật. Anh hay cam kết, em cam kết với anh luôn, em không phải là cặp đôi bí mật. Nó cam kết, nó có cái gì, ví dụ cuối chương trình nó như em phải gọi đổi bạn, nó đưa anh điện thoại. Nó cam kết vật chứng với anh mà. Dạ, đều không cam kết đúng không? Ừ, lỗ liền. Ông là cậu đổi bạn với ai? Em. Thì đó. Mỗi chân á, mà ngồi cục đá gì đi đâu đó. Thôi, mình hái trái thông rồi đi anh. Uổng công anh thương em hai ngày nay rồi, cuối cùng em là cậu đổi bạn. Em nói anh rồi là nếu mà anh có thương thì anh thương cho chót 7 ngày đi. Lỡ sau này ví dụ em phải cặp đôi bí ẩn anh hối hận cho anh coi. Ủa mình có được tỏ hai lần không? Rồi tỏ hết 4 lần đi. Chúng ai chúng? Ừ, tỏ hết đi. Anh nói anh á. Nói là tỏ tình 4 người á hả? Ừ. Hôm cuối anh mà không không 4 người. 4 người vô hội đồng luôn. Mức độ tình cảm á là Austin nghĩ là người đầu á là chắc là Vi, sau đó là Ý và người thứ ba là Lily. Tại mình thích sao thôi. Sao anh chọn em vậy? Tại anh muốn ghẹo ông Tèo. Tèo à, xúc nó liền. Giờ em nói thẳng luôn, anh Austin là cặp đôi bí ẩn nè, em né. Anh Austin thì là không giấu được, anh nó không thể nào mà diễn được. Còn Vi thì là có diễn nhưng mà không qua mắt được em. Hơi lẹ luôn á, nhận lẹ. Em nói lý do nha. Rồi, tiếp. Lý do vì sao em với anh Thành chọn nhau? Tại cái Tèo. Tại thích em. Lý do vì sao? Tại thích em kìa. Tại thích em kìa. Anh nói rồi hả? Vậy là anh chỉ thích ảnh không? Chứ không phải thích nhau à? Không, anh Thành nói là tại vì anh Thành thích chị. Anh Thành đùa quá. Trời đẹp thế nhở tin. Đi vô đi em, ở đây đang vui mà em vô làm gì vậy? Giờ mới vô đi anh nói gì vậy? Vô khác đi. Dạ đi, thôi. Nói thiệt. Xin thông báo Lockdown mùa thứ 12 chúng tôi hiện tại chỉ còn 6 thành viên. Dạ, cảm ơn đã quyết định trở về Sài Gòn và chụp hình cưới. Xin chúc mừng. Cảm ơn chị Dương, biết. Rồi, vậy sao hồi nãy... Không, hình như tại vì hai người không có sự lựa chọn đúng không? Ừ, đúng rồi. Hai người không có sự lựa chọn. Em tính hỏi. Có số quầy đó. Giờ biết chọn dạ, ai. Không, cái câu hỏi đó. Chứ là phải hỏi tại sao có một cặp đôi á, nãy giờ đánh lẻ không à? Ta làm cả. Ừ. Sao nói rồi giờ đàn gái nói rồi đó, giờ đàn trai nói ta. Ủa anh kêu qua bển chính hả? Có nào là thích ý mà mày dám đi chơi với ý thì mình chán sống mà hả? Đúng rồi. Em xin lỗi rồi. Sao lỗi? Dù cho lão đại chứ. Thằng em mình nhà này nó mới ngày thứ tư thôi, nó đã trưởng thành hơn. Chia ly chia ly lẹ chứ gì vậy? Mày mà động tới một cọng tóc của Oli nữa là coi chừng tao nha mày. Mày ý mà. Ủa ý lộn. Rồi. Mày cho nó lại. Biết tại sao không? Điên. Cái gì anh Thành của tao thương ý rất là nhiều. Mình nghĩ Thành và Nhân thì Nhân có cơ hội với ý nhiều hơn. Bởi vì Nhân dám nói, dám làm.
Còn anh Thành thì giấu giếm, thích người ta mà không nói. Cái đó cũng là một sự hối tiếc á. Tại vì tuổi trẻ mình phải sôi nổi lên, thích người ta nói đi, đừng có bao giờ để hối tiếc. Kết thúc hành trình săn mây tại thung lũng vàng, các thành viên bắt đầu thu dọn và vệ sinh nơi lều trại để lên xe trở về với nhà chung. Và với khí trời se lạnh về đêm lúc này, thì một nồi lẩu nóng hổi sẽ là ý tưởng không tồi dành cho bữa tối. Anh Thành biết em suy nghĩ sao không? Biết ngày cuối có khóc không nữa? Tự nhiên thấy nhớ cũng có chút gì. Ai cũng nói là trong chương trình á, trong chương trình rảnh ra tụ họp đi chơi rồi nha, nhưng mà không có ai tụ họp nữa. Tại tới lớp đó ai cũng bận á, cái rủ người này người kia không đi. Sau này về Sài Gòn gặp nhau thì em cũng không nghĩ là mọi người sẽ gặp, tại vì về Sài Gòn bận biểu. Thì cứ tạo cái lớp mình tâm sự thôi. Để mình hỏi thử cặp đôi bí ẩn chia tay chưa, nếu như mà còn. Chứ có gì đâu để hỏi. Không ăn lượng đau hậu quá hả? Đau hậu quá. Dù không chắc sự quan tâm lúc này của mình có thực sự thích hợp hay không, nhưng Trung Thành vẫn quyết định đi mua kẹo ngậm khi biết Như Ý đang đau họng. Còn sau bữa ăn, Thùy Diệu bất ngờ có một cuộc bàn luận ngắn cùng với Như Ý về một anh chàng trong ngôi nhà chung. Người đó là ai? Ly là một người trong cách vừa. Cái đoạn mà hỏi phỏng vấn là trong bốn nam là không thích ai nhất, với đi hẹn hò với mình là thấy sao? Thì nói là em không thích mình đẻo. Nói nó thẳng vậy luôn. Em thì kiểu em trung lập chị. Ông Minh lúc người này á, đi với người này là ông khen, lúc đi người khác ông khen. Có vẻ như Thùy Diệu và Lily đang thật sự không thoải mái với Hoàng Minh như những gì họ đã thể hiện ra ở bên ngoài với anh chàng này. Tuy nhiên, tạm gác lại mâu thuẫn giữa các thành viên, khi mà tối nay tất cả dường như đang mong chờ và dồn sự háo hức của mình để được nghe công bố về kết quả cuộc thi săn mây của các cặp đôi sáng nay. Và đâu sẽ là bức hình sáng giá nhất? Bây giờ em cho các bạn coi lại bộ tấm hình. Trời ơi, dễ thương chưa? Rồi, tấm tiếp theo nè. Cái này biển là máy. Wow! Oh, đẹp 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 luôn. Bây giờ bắt đầu đến phần của anh đánh giá. Rồi, chấm hình đầu tiên. Đúng nha, các bạn thấy đẹp không? Đẹp, đẹp. Chắc hẳn đối với anh cũng thấy đẹp. Nó lạ. Nhưng mà chỉ hai bạn đẹp thôi. Nó chỉ mang trên tính chất chụp chơi, chụp tụi vui. Nó không có gì gọi là đặc sắc hết. Mà đến tấm hình thứ hai tiếp theo. Các bạn thấy tấm hình này như thế nào? Tấm hình này đúng ra là tấm hình mang tính chất giải trí và tấm hình mang tính chất phong trào. Các bạn đú theo những trend của các bạn trẻ. Chụp họ đi giờ chụp tạo kiểu như vậy, tạo kiểu như vậy. Các bạn tạo kiểu như vậy, Không có cái gì mới, không có gì khác. Cái này không có gì diễn tả lên của hai bạn hết. Thì là tấm này là anh đánh giá sẽ phát phần tấm đầu tiên. Đó là với quan điểm của anh. Ha. Còn với quan điểm của mọi người thì anh không biết. Rồi chúng ta đến tấm thứ ba. Các bạn nghĩ tấm hình này như thế nào? Đẹp. Dễ lắm. Nghĩ tại sao nó lại đẹp? Có sự phân chia ranh giới rõ ràng giữa hai bố cục, hai con người và thật may và thật nứt. Có đoàn xương một bên và một bên là mờ, khó mờ. Họ đứng một cái thần tái, có cảm xúc liền, nấu thù. Nó có cái thần ở trong tấm hình. Chứ không phải nó khác hai tấm trước hay như thế nào. Đó là tấm thứ ba. Và bây giờ sẽ đến tấm thứ tư. Đẹp nhiều. Đồ sẽ... Tại sao đẹp? Cảnh đẹp anh, tạo dáng đẹp nó. Thì đối với anh á, về màu sắc, về hai bạn nó vô cùng chân thật, bởi vì nó có cái tình cảm thật ở trong đó đó anh. Hai bạn không có ngại ngùng, hai bạn không có gì hết, đúng không? Và tấm này là anh nghĩ rằng nó sẽ phù hợp nhất với chương trình của mình. Chốt lại là anh sẽ chọn tấm này được giải và nhanh với bạn ấy. Đẹp luôn thì đó ha, giá trị giải thưởng của mình cho nên mọi người cứ sắp xếp ha. Anh được ngồi kế người, được ngồi kế người cặp đôi chiến thắng. Ở đây, lời chúc cuối cùng là mình mong muốn rằng sau cuối chương trình thì sẽ có ai đó tìm được nửa của mình. Và đừng để lãng phí tuổi trẻ của mình. Mình còn rất là nhiều cơ hội nên cứ yêu đi ha. Cảm ơn mọi người. Nói chứ lại cái câu slogan mình đi. Lúc đi mình, lúc về có bồ. Sao anh mình trời, uống gì lẹ dữ vậy trời? Được làm hơi luôn, nhưng mà sợ coi lạnh quá. Cái gì vậy? Uống luôn ngay ly luôn kìa. Thôi chơi đi. Ok, xin chào quý vị các bạn. Đây là bạn cá sấu. Xui thì nó ngậm.
đó. Thì nếu như nó ngậm lại thì các bạn phải bóc một cái lá thăm trong đây và thực hiện theo cái yêu cầu trong này. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Em vô cho. Em vô nha mọi người. Vô. Ôi. Nó tôi chơi trước là sao chơi trước lắm nha mọi người, rất là dũng mạnh. Em chơi lắm luôn nha, em chơi trước cho nha mọi người. Mọi người nó nhanh luôn cả những gì tưởng tượng luôn. Không, cứ đọc đó đó nha. Kỳ bất kỳ mà. Nhìn con. Để xuống đi. Đọc đi. Gửi một lời nhắn đến một thành viên nhưng không nói tên. Nói gì trời, gặp em không biết nói gì luôn á. Anh ơi, anh rất là tốt và dễ thương, nhưng đừng có quan trọng quá rồi cái tình cảm mà khi mà dành cho ai đó mà không được đáp trả thì kiểu như buồn hay cái gì đó quá thì em không muốn điều đó xảy ra. Thì anh cứ bình thường vui vẻ và sống tốt là được. Bên ơi! Ghê quá à! Tại em đừng nói. Mà không đổ rồi, không đổ. Ai ghê á. Buồn quá. Ô, em không muốn đọc tiếp, em đọc đúng chữ đầu tiên, không muốn đọc tiếp nữa luôn á. Chữ nào mà sợ nha. Chữ đầu tiên là chữ hôn. Ôi dồi. Chắc chắn phải tôi đâu. Hôn một bộ phận bất kỳ trên gương mặt của đối phương. Thì ơi, làm mặt trước đi. Làm mặt sẵn. Sao vậy mọi người, sao lại có cái ghen này vậy? Mời em. Em chọn Austin. Biết nè. Vỗ tay nhẹ đó mọi người. Rồi ngồi ăn bánh coi tiếp nè mọi người ơi. Em áp lực quá à. Austin nhắm mắt lại đi, đừng có nhìn mấy ngày. Ok. Mọi người nhắm mắt lại hết luôn nữa. Tao không được. Rồi ok, nhắm mắt nè. Nè, anh tỉnh mắt rồi nè mọi người. Trời ơi. Trời ơi. Anh đi. Ngày nào cũng hung mà kỳ quá. Không có luôn. Dễ quá. Không hung ơi. Rồi. Mới chơi đi em ơi. Phải nhắm mắt. Không biết hình đứa con vậy. Đứa con. Hả? Em nghĩ là con chim của em. Rồi. Chim ơi, mẹ nè con. Lên đây. 1, 2, 3, go. 3, 4, 5. Với Austin thì cũng bình thường. Austin chỉ không muốn vì cảm giác không thoải mái thôi. Cũng hơi vui vui chút. 14, 14, 14. 14, 14. Nó bị lắc, nó chưa lên mà. Hay lắc quá à. Tên này mọi tên. Nó son gì đó. Không có dấu son. Vậy là hụt giả rồi. Nó xa lắm. Được. Mấy lá nữa. Chọn một người ngồi vào lòng mình và ôm chặt lấy. Ở giống mẹ con. Thiệt á, thầy cô đơn lắm. Đó thật sự á. Anh như kêu ngược lại chứ còn gì. Chọn anh Thành đi. Anh Minh. Vô lòng mình, ngồi vô lòng mình. Con trai lên với mẹ nè, con trai. Em ngồi đây nè. Rồi anh ngồi cho mình. Đúng rồi, đúng rồi. Ngồi trên người của Ý. Nó rất là dễ thương, rất là mắc cười. Cảm giác lúc đó giống như là hai mẹ con. Rồi ôm chặt. Ngồi đếm đi. Ngồi ngồi đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ok. Ba anh Thành. Dù dạ quý vị có thể thấy là tất cả mọi người đã bị, tôi chưa bị. Hình như không bị là xui á. Đừng lớn ngủ nha. Giỏi. Ý ơi, trời alo, Ý bị gì kìa. Ổ không Ý, ổ không? Cười nữa. Thiệt luôn, Kim á. Không Ý ơi. Trời ơi. Trời ơi, chúng ai đừng chơi nữa. Nói nè, đi ra bóp đi em ơi. Cái tội không dính là xui. Có này hung nè, mọi người muốn hung mọi người bỏ vô. Thôi đừng, đừng đó. Đó, đúng rồi. Đi đó, cái đó hay đó. Dạ. Nhìn ngửi, nhảy. Mũi chậm mũi, mắt nhìn mắt, 15 giây. Bên kia nha, đừng có đẩy của em. Cảm ơn. Cái này là gì?
Nhân Vi. Hả? Nhân có nói với mình là Nhân ấn tượng với Ý. Thì trong đầu mình chỉ nghĩ là ừ, chắc là Nhân chọn Ý thôi, chứ không có nghĩ là Nhân sẽ là chọn mình. Nên là khi mà mình được Nhân chọn thì mình cũng rất là bất ngờ. Bé này nó muốn quơ hết luôn mà. Đi ngay trong khác. Ủa, nhìn mà đâu có được phép ông nhìn đâu. Sao tôi nhìn coi. Đi chỗ đó. Mũi chậm mũi mà. Biết, em biết rồi, anh đừng nói để. Món này nó nhọn cũng chậm mỏ. Mỏ em không nhọn. Thiệt nhọn, không gì nữa. Thôi nè, giờ làm lẹ, 15 giây đếm lẹ nè. Rồi. Mắt nhìn mắt nha. Một. 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 Hai. Hai. Ba. Thở cái gì vậy? Sáng thở mình. Ừ, nó nín thở. Nó thở không chịu nổi. Anh nín 15 giây em chết ở đây sao? Chuẩn bị chưa? Em bình thường rồi đó. Cái gì đâu? Đâu có nói gì đâu. Anh mình đâu có nói gì đâu. Em chuẩn bị xong rồi đó, anh chặt cái là sao? Từ bình tĩnh, từ từ. Từ nha mọi người. Cái cuối cùng mà mọi người. 1 2 3 rồi hết rồi đó. Rồi. Rồi. Bye mọi người. Bye mọi người. Trải qua nhiều ngày sinh hoạt và vui chơi cùng nhau, ngôi nhà chung cũng dần hình thành nên những cặp đôi tình cảm như Trí Nhân với Như Ý và Austin với Tường Vi. Từ việc không rõ ràng tình cảm với Như Ý cũng như Lily, cộng với sự kiện bí mật đêm qua với Thùy Diệu, các thành viên không khỏi dấy lên sự nghi ngờ dành cho cặp đôi Diệu Thanh. Câu chuyện tình cảm tưởng chừng đơn giản, nhưng càng lúc càng phức tạp và khó đoán. Và đêm nay có thật sự chỉ dừng lại ở những tiếng cười đùa khi mà những mâu thuẫn về cảm xúc vẫn đang âm ỉ trong suy nghĩ của từng thành viên.